nằm xuống lại đứng lên. Lúc này, trong làn sương mù xuất hiện một con quỷ trên đầu có sừng, sau còn có đuôi, nhưng hiện thân khỏi đám sương mù đó lại là Patsy. Thì ra anh ta đã lấy linh hồn của mình giao dịch với quỷ và được quỷ bảo vệ. Patsy là một người thợ rèn, anh ta cầm búa lên giết chết hết binh sĩ, sau đó đưa theo một xe vàng biến mất không hay. Chớp mắt một cái 8 năm đã trôi qua, một ngôi làng xa xôi nọ có một người thần bí đi tới. Ông ta nói mình là quan của thị trấn tới để điều tra vụ án vàng mất tích. Ông ta đã nghe được tin tức của Patsy, nhưng trong mắt của người dân, Patsy là tên khác loài. Anh ta sống một mình trong rừng sâu, ông ta gọi người vào rừng bắt Patsy. Họ tới nơi Patsy sinh sống, ngoài cửa bố trí đầy rẫy những mũi sắc nhọn hoắt và giá hình chữ thập, cứ như đang đối kháng loại tà ma nào đó. Ông ta bảo người của mình bắt đầu hành động, còn ông ta thì không chịu bước vào trong. Nhà ở của Patsy rất nguy hiểm, thuộc thể loại dễ thủ khó công. Đột nhiên có một người đeo mặt nạ đi ra, hắn ta tàn bạo đuổi hết đám người đi, một trong số họ khá đen đủi, hắn đã giẫm phải bẫy hổ. Patsy tiến tới gần, anh ta sợ Patsy sẽ giết mình, nhưng Patsy đã giúp anh ta mở cái bẫy ra rồi bảo anh ta cút đi ngay lập tức. Anh ta vui mừng đứng dậy bước đi nhưng lại trượt chân và ngã phải một cái bẫy khác và bị kẹp chết. Đây chỉ có thể trách anh ta không được may mắn thôi. Tên quan đó đã sớm không thấy bóng dáng đâu nữa. Hai người còn lại tưởng Patsy đã giết người nên sợ hãi cao chạy xa bay. Một hôm, một cô bé vào rừng chơi thấy cửa nhà Patsy mở, thế là cô đi vào, nhìn thấy Patsy đang xử lý một thi thể, cô bé sợ hãi chui vào cống nước nhưng lại không ngờ đi nhầm vào phòng của Patsy, đây là khu Patsy rèn sắt. Đột nhiên, cô bé nghe thấy trong một căn phòng đen tối có tiếng động, nhìn kỹ hơn, bên trong có một cái lồng sắt. Bên trong lồng sắt có một cậu bé, trên lồng sắt còn hàn giá hình chữ thập, cậu bé đáng thương cầu xin cô bé cứu lấy mình, cậu bé nói Patsy là tên xấu đã bắt cậu bé vào đây. Cô bé tin lời cậu bé, tối đến, nhân lúc Patsy đang ngủ say, cô bé trộm chìa của Patsy đi rồi thả cậu bé bị nhốt ra. Sau khi cậu bé đi ra, việc đầu tiên của cậu không phải tháo chạy mà tìm tới một cây tai sắc nhọn. Cậu ta đi gần tới Patsy, nét mặt hiện lên nụ cười hung dữ. Trong nháy mắt, cậu bé biến thành một con quỷ chân tay dài ngoằng. Cô bé sợ hãi, cũng may Patsy tỉnh lại và né được cú đánh của ác ma. Sau đó, quỷ dùng khe sắt bắt chắc Patsy lại. Patsy nhanh chóng lấy giá hình chữ thập trong lửa ra làm bỏng quỷ và thoát ra. Quỷ thấy mình không phải đối thủ của Patsy nên hắn đã bắt cô bé lại, lấy chìa khóa đi và nói phải về địa ngục gọi cứu binh tới, Patsy sẽ chết một cách thê thảm. Nhưng quỷ lại không may mắn lắm, khi đang tháo chạy thì hắn đã giẫm phải bẫy hổ, Patsy nhanh chóng lên trên cầm búa đập gãy sừng của quỷ đi rồi bắt hắn về. Chắc có lẽ đây là con quỷ kém cỏi nhất địa ngục, nó bị Patsy nhốt trong một cái lồng sắt, đến cả đứa bé cũng có thể tùy ý bắt nạt nó. Patsy là thợ hàn nên ông ta có rất nhiều cách để đối phó với quỷ. Patsy đã ném đậu gà xuống sàn nhà và bị bắt phải nghe và làm theo. Hắn không kiểm soát được mình và đến xem có bao nhiêu hạt đậu gà. Và cả chiếc chuông thánh này cứ giống như được yểm lời nguyền vậy, chỉ cần rung lên là quỷ sẽ đau đầu. Quỷ này tên là Satael, là một trong những con quỷ địa ngục, công việc chủ yếu của nó chính là giao dịch với loài người, lừa lọc linh hồn của loài người. Còn nhớ 8 năm trước không, Patsy đã dùng linh hồn của mình để đổi lấy sự bảo vệ của Sa và thoát mạng. Sau khi xong chuyện, Patsy không bằng lòng giao linh hồn của mình cho Sa. Thế là Patsy dùng đậu gà thu hút sự chú ý của quỷ rồi nhân cơ hội nhốt quỷ lại và nhốt cho tới tận giờ. Để bảo vệ dân làng, Patsy đã rời xa khỏi thôn và một mình sống trong rừng sâu. Trời đã tối, cô bé cũng nên về nhà rồi. Patsy đưa cô bé ra khỏi cửa. Đúng lúc này, người trong thôn đã tới. Một mình Patsy không đánh lại được nhiều người nên đã bị họ bắt. Trong số họ xuất hiện một người quen thuộc, đó chính là tên quan này. Nhìn thấy Patsy bị bắt, ông ta mới dám đứng ra rồi đưa người đi vào nhà của Patsy tìm vàng. Patsy bị trói trên ghế, hai người này đang hỏi nơi cất vàng, nhưng gần như tên quan này không quan tâm tới vàng mà đi thẳng về phía quỷ. Quỷ lại bắt đầu dùng chiêu trò quen thuộc của hắn ta, hắn giả bộ đáng thương và cầu xin quan cứu mạng mình. Nhưng ông ta chỉ lạnh nhạt nói rằng mày là mất mặt địa ngục, ánh mắt ông ta đỏ ngáo lên, quỷ ngay lập tức nhận ra đó là thủ lĩnh của hắn ta. Hắn vui mừng cho rằng mình được cứu nhưng mục tiêu của ông ta là Patsy, ông ta tới để dọn mớ lộn xộn của quỷ. Quỷ bị một người phàm trần nhốt 8 năm và đã bị địa ngục sỉ nhục rồi hạ cấp bậc, khi về địa ngục, quỷ sẽ bị trừng phạt. Ông ta chuẩn bị treo cổ chết Patsy rồi lấy linh hồn của anh ta. Cô bé ngồi bên cạnh tường đã nhìn thấy tất cả. Quỷ Sa đã nhìn thấy cô bé. Cô bé muốn cứu Patsy. Lúc này quỷ có chủ ý. Cô bé rung chuông thánh trên bàn lên. Ông ta đầu đau như búa bổ, sau đó nửa mặt đã hiện nguyên hình. Hai tên này nhìn thấy vậy sợ hãi thả dây thừng trong tay ra rồi nhấc súng lên bắn qua chỗ ông ta. Patsy được cứu, quỷ Sa cũng được thả ra. Lần này Sa chuẩn bị từ chức và không về địa ngục nữa. Hắn muốn tự lập nghiệp, hắn lại cầm hung khí của mình chạy ra khỏi nhà. Nhưng chưa chạy bao xa thì lại bị mắc bẫy hổ rồi ngã lăn ra đất. Lúc này người dân chạy về phía hắn đập cho hắn tơi bời. Cô bé này là đứa trẻ mồ côi, vừa mới chào đời thì mẹ cô đã tự sát. Nghe cha nói rằng linh hồn của mẹ cô bé đã xuống địa ngục, cô rất muốn cứu mẹ ra. Nhìn thấy ông ta đứng dậy, cô bé biết ông ta cũng là quỷ nên đã dùng linh hồn của mình làm giao dịch. Ông ta vô cùng vui mừng, lại thành công lừa được một linh hồn nữa. Ông ta dần biến to lớn lên hiện về nguyên hình và để lộ bộ dạng xấu xí. Thì ra ông ta chính là một trong số những ma vương của địa ngục. Ông ta nhấc vũ khí lên đâm về phía đứa bé lấy mất linh hồn của cô. Để cứu được cô bé, Patsy đã bảo Sa đưa mình xuống địa ngục, đây là biện pháp duy nhất. Sa cũng rất thích cô bé này, biết ông ta đã lấy đi linh hồn của cô bé nên ngay lập tức đồng ý Patsy.
Lần đi này vô cùng nguy hiểm, để cướp được linh hồn từ quỷ, nhất định phải có pháp khí. Patsy đã lấy chuông thánh từ giáo đường tới, dùng búa đập một cái, chuông lộ ra màu vàng óng, thì ra Patsy đã nung vàng tạo thành chiếc chuông này. Tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong, vũ khí của quỷ xa đâm vào người Patsy, mở mắt ra thì Patsy đã ở dưới địa ngục, vô số linh hồn đang bị quỷ thúc dục đi vào địa ngục, có người đang khóc lóc, có người đang hối hận. Xa nhìn thấy đồng nghiệp của mình nên hắn nhanh chóng chào hỏi, hắn đang che cho Patsy đi qua. Patsy đã nhân cơ hội tìm thấy cô bé trong đám đông, nhưng lại nhanh chóng bị quỷ dữ phát hiện, Patsy bị vây quanh. Đột nhiên tiếng bước chân nặng nề vọng lại từ trong cánh cửa địa ngục, ma vương đã xuất hiện, hắn phải đích thân giải quyết linh hồn của Patsy. Patsy nhanh chóng lấy một chiếc hộp ra ném xuống dưới mặt đất, nhưng lại không vỡ. Ma vương nhấc vũ khí lên đâm qua phía Patsy, đúng lúc này, cô bé nhặt chiếc lọ lên hét lớn dừng tay. Cô mở nắp hộp ra rồi ném đậu gà xuống. Khi ma vương nhìn thấy đậu gà đã ngay lập tức bị nghe lời, hắn ném vũ khí đi rồi quỳ xuống đất và miễn cưỡng đếm hạt đậu gà. Còn Sa đứng bên cạnh không dám mở mắt ra. Nhân cơ hội này, Patsy bảo Sa đưa cô bé về trần gian, sau đó một mình vác chuông thánh vàng lên đi về phía ma vương rồi gõ vang tiếng chuông thánh lên trong địa ngục. Cô bé đã tỉnh dậy trong vòng tay của bà ta, cha chắp tay cảm ơn trời đất, còn Patsy đã mãi mãi lưu lại địa ngục. Sa lại xuất hiện và cảnh cáo với người dân đứa bé này là thiên sứ, địa ngục đuổi cô bé ra, đừng bao giờ đưa cô bé về đó nữa, nếu không tao sẽ nhân lúc chúng mày đang ngủ mà ăn thịt chúng mày. Trước đây cô bé luôn bị người trong dân làng bắt nạt, đây chính là tình yêu mà quỷ Sa dành cho cô bé. Kết thúc của bộ phim, Sa đã biến thành một thanh niên hình người và trở thành một con quỷ lưu lạc trốn trần gian, bắt đầu cuộc hành trình tìm đường sống của mình.